Nhiều người đồng tình với việc đánh thuế nhà và tài sản trong bối cảnh thị trường địa ốc tại Việt Nam đang sốt giá và có tình trạng đầu cơ, tích trữ nhà đất. Đặc biệt là thuế liên quan đến nhà đất ở Việt Nam thì hiện còn quá thấp, chỉ 0,03%, trong khi ở các quốc gia khác thông thường là mức thuế suất khoảng từ 1 cho đến 1,5%. Tôi đồng tình, cần đánh thuế cao và lũy tiến người sở hữu nhiều nhà. Các chủ đầu tư găm giữ đất, phải đưa đất vào triển khai để đảm bảo nguồn cung nhà ở. Nên khóa thời gian giao dịch bất động sản thứ 2, thứ 3 theo số năm tăng dần để tránh tình trạng mua đi bán lại trong thời gian ngắn, lúc đó sẽ giảm bớt đầu cơ. Trái lại, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc đánh thuế vào thời điểm này là chưa hợp lý, sẽ tăng thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp và khiến cho giấc mơ sở hữu một ngôi nhà của người dân lại càng xa vời hơn. Giá bất động sản vẫn sẽ tăng thôi. Nếu mình áp thuế tài sản vào thì thuế đi đâu? Nó sẽ vào giá nhà chứ đi đâu? Người bán tăng giá bán bù vào khoản thuế. Nếu áp dụng, họ có thể mua ngôi nhà thứ hai rồi cho nhờ người đứng tên thay, thuế sẽ không có tác dụng gì. Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng bất động sản, phí trước bạ, đó là những loại thuế phí đầu vào đối với hoạt động kinh doanh bất động sản và đều được tính vào giá thành của nhà ở. Một số ý kiến cho rằng nếu đánh thuế nhà ở vào thời điểm này sẽ gây nên hiện tượng thuế chồng thuế. Nếu xuất hiện thêm các loại thuế mới trong khi vẫn phải nộp tiền sử dụng đất khá cao, có thể vấp phải phản ứng của người mua nhà. Thuế tài sản nhằm chống đầu cơ nhưng không nên kìm hãm hoạt động đầu tư phát triển. Áp thuế thời điểm này chưa phù hợp khi nhà nước đang áp dụng hỗ trợ thuế phí giúp người dân và doanh nghiệp phục hồi. Để chống đầu cơ và điều tiết thị trường bất động sản thì giải pháp căn cơ phải là giảm bớt thủ tục pháp lý, khơi thông nguồn cung. Từ đó thì mới kéo giảm được giá nhà và tạo thêm sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Các ý kiến chuyên gia cho rằng đối với thị trường bất động sản, trước khi ban hành một sắc thuế mới thì cần phải có sự đánh giá kỹ lưỡng tác động đến thị trường.